tu hành chứng quả, mối quan hệ của chữ duyên đối với chúng ta là một nhân tố tối quan trọng. Nhưng phàm phu rốt cuộc vẫn là phàm phu. Nghe 100 lần, nghe 1000 lần, nghe 1000 lần vẫn chẳng hồi đầu nổi. Cho nên Đức Thế Tôn đã vì chúng ta giảng kinh nói pháp hết 49 năm, ngày ngày đều giảng, 1000 lần, 1000 lần, 100 vạn lần, 1000 vạn lần, đem người này gọi tỉnh dậy, gọi hồi đầu, thì mục đích độ hóa chúng sanh của Phật đã đạt đến. Hiện nay Phật chẳng còn tại thế, cái duyên của chúng ta có thiếu bất chặt, chẳng thiếu. Vấn đề chỉ cần tự anh biết nắm lấy. Hội cư sĩ Lâm Tăng Gia Bà, cụ Lâm trưởng Trần Quang Việt lão cư sĩ gần đây đã vãng sanh. Ông ta là người nắm được chữ duyên. Ông năm nay 86 tuổi vãng sanh. Lúc 83 tuổi thân thể không khỏe, ở nhà để dưỡng bệnh, đem công việc buông xuống. Trong thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày đều nghe kinh. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, đem tất cả bằng video giảng kinh của chúng tôi hoàn toàn bộ đều đưa đến nhà ông ta. Lão cư sĩ mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ, nghe hết 4 năm. Mỗi ngày 8 tiếng, nghe 4 năm. Đây tức là duyên thù thắng. Ông có thể nắm được chữ duyên, 4 năm ông đã thành công. Ông được dứt tâm bất loạn. Khi xác mệnh chung biết được giờ chết, trước ngày vãng sanh 3 tháng, thì ông biết lúc nào ông sẽ đi. 2 năm trước đó thấy được A Di Đà Phật, ông yêu cầu muốn vãng sanh. Tôi nghe Lý Mộc Nguyên nói với tôi, hình như là A Di Đà Phật dặn dò ông ta chờ thêm 2 năm nữa để chiếu cố cái đạo tràng cư sĩ Lâm này. Quả nhiên đã chiếu cố đến đợt bầu lại này. Lúc bầu lại, ông ngồi xe lăn đến tham gia. Hôm đó tôi cũng có mặt. Sau khi cải thiện xong, chẳng mấy tháng thì ông ra đi. Đây tức là duyên, vẫn ở nơi chính mình. Cái duyên thù thắng của cụ Lâm trưởng là nhờ tất cả bằng video chúng tôi có, ông đều lấy được. Chúng ta chẳng có cái duyên này, chẳng có cái duyên này cũng chẳng sao, một cuốn băng video cũng xong đều có thể được. Chỉ cần anh lấy được một cuốn, mỗi ngày anh nghe 8 tiếng, anh cũng nghe được 4 năm, bảo đảm công đức của anh vượt hẳn cụ Lâm trưởng. Một môn thâm nhập trường kỳ vân tu, giới định tuệ tam học tất cả đều đầy đủ. Anh xem mỗi ngày tu 8 tiếng giới định tuệ, tu được 3-4 năm, làm gì có đạo lý chẳng thành tựu. Cho nên chúng ta tự mình chẳng thành tựu, chẳng thể trách kẻ khác, chẳng thể trách vận số ta không tốt, ta chẳng gặp được thiện tri thức, ta chẳng gặp được đạo hữu đồng tham tốt, đều là tự mình chẳng chịu gánh vác trách nhiệm, đem lỗi lầm đều để cho kẻ khác. Là người chân chính tu đạo, người minh bạch, biết lỗi lầm đều là chính mình, kẻ khác chẳng có lỗi, hoàn cảnh cũng chẳng có lỗi, tự mình chẳng thể nắm được. Đánh mất đi cơ hội. Những năm trước đây, tôi sống tại Mỹ, nói lời này có lẽ cũng đã 10 mấy năm về trước, 15 năm về trước. Cư sĩ Triệu Lập Bổn ở Los Angeles, ông ta là một vị giáo sư đại học đã về hưu, cùng vài người bạn kinh doanh một quán ăn. Tôi giảng kinh tại Los Angeles thì ông đến nghe, ông nghe rất thích thú. Ông tìm được 2 cuốn băng cassette,
đó là tôi giảng ở những năm trước. Một bộ là Lục Tổ Đàn Kinh, một bộ là Kinh Kim Cang. Ông rất ưa thích, ở nhà nghe đi nghe lại đã nghe được 26 lần. Đến nói với tôi: thưa thầy, tôi học kinh giáo, tôi chỉ nghe hai thứ này là đủ rồi, những thứ khác tôi không cần nghe. Tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ có được không? Tôi nói được. Ông đã nghe bao nhiêu lần? 26 lần. Tôi nói: quá ít. Ông nói: ngài phải nghe bao nhiêu lần? Tôi nói: ít nhất phải nghe 100 lần. Ông quả thật đã làm. Nghe xong 100 lần, tôi lại nói với ông ta nghe thêm 100 lần nữa. Hiện nay hai bộ kinh này ông biết giảng, giảng rất hay, nhiều nơi mời ông ta đi giảng. Khi đã thuộc lầu thì biến thành là của mình. Anh phải biết được phương pháp tu hành này, giới định tuệ tam học, tất cả đều đầy đủ. Anh đi theo phương pháp này tu học, đây là trì giới. Anh chuyên tâm, chẳng muốn học các thứ khác nữa. Tâm anh định ở chỗ này. Khi đã định thì khai trí tuệ. Người thông thường vì sao trí tuệ chẳng khai mở? Vì tâm quá loạn. Cho nên tâm định thì khai trí tuệ. Nghe kinh từng miếng đều có chỗ ngộ mới mẻ. Gốc tiểu ngộ thì thành đại ngộ, gốc đại ngộ thì đại triệt đại ngộ. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, quyết định được sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, phần tam bối vãng sanh, nó là thuộc về một đoạn sau cùng. Đại sư Từ Châu trong phần khoa phán nơi một đoạn phía sau gọi là nhất tâm tam bối, là chẳng phải tu kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, mà là tu học các kinh điển đại thừa khác, hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Ngài đã thành công. Phương pháp tu học của những người này đều đủ cho chúng ta làm gương mẫu. Trong xã hội ngày nay, chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật. Thật tại mà nói, anh mua một chiếc máy radio có phần ghi âm là được rồi, có bằng một bộ kinh, hai bộ kinh là đủ. Làm gì chẳng thành công, chỉ e tự anh chẳng chịu làm thì chẳng có cách gì. Chỉ cần chính anh thật sự chịu làm, Bồ Tát Lục Độ Ba La Mật đều ở ngay trong đó. Bất cứ làm một việc gì đều đầy đủ Lục Ba La Mật. Lục Ba La Mật chẳng phải chia chẽ ra, chẳng phải một việc là thuộc về điều nào, chẳng phải vậy. Bất cứ một việc nào thể đều đầy đủ Lục Ba La Mật. Đầy